Vì đa số startup bắt đầu là không có gì cả, bây giờ mà không có tự tin nữa thì có gì giờ, cho nên cần phải có tự tin. Giống như kiểu tuổi trẻ bây giờ không có gì, đúng không, tiền không, quan hệ chưa, bây giờ cần phải tự tin là mình sẽ xây dựng mục tiêu lý tưởng gì đấy, cho nên điều đấy quan trọng. Nhưng mà trong quá trình đầu tư thì tôi thấy startup có những sai lầm lớn nhất như này: tự tin thái quá. Tự tin thì tốt, nhưng tự tin thái quá dẫn đến việc là không biết lắng nghe. Mà không lắng nghe thì không thay đổi. Mà không thay đổi thì dẫn đến việc gì? Mình luôn luôn bị đi sai hướng. Mà đi sai hướng chắc chắn quay lại thì người ta đã đi xa rồi, quá xa rồi. Có nhiều startup và tôi đầu tư cùng một thời điểm, nhưng mà có một công ty đi giống như kiểu đi lên cung trăng rồi, có một công ty vẫn đang loay hoay ở mặt đất. Đấy là thực tế. Vì founder quá tự tin, không biết lắng nghe, không thay đổi. Còn một điểm nữa đấy là gì? Hay giấu thông tin. Có nghĩa là thiếu sự transparent, thiếu sự minh bạch. Mà giấu thông tin thì dẫn đến việc gì? Đa số startup chết vì hết tiền. Đấy là lý do sao startup mới đi ra ngoài đi huy động vốn. Và thông thường ấy, việc quản lý dòng tiền của các startup rất chỉ kém, bởi vì họ không xuất thân từ đấy, hoặc họ phải đốt và tiêu một cách coi như là vô tội vạ. Có nhiều công ty tôi đầu tư xong rồi tôi thấy trong tôi không, bởi vì nếu mà mình ấy, tham gia vào việc là invo, có nghĩa là tham gia vào quá sâu, thì dẫn đến việc startup sẽ nói rằng là anh vào kiểm soát quyền của em hay gì đấy. Và đấy là một những cái vấn đề mà nhiều startup hay nói, là nhà đầu tư muốn kiểm soát công ty, nhưng mà nếu mà vào không check ấy, thì một số ngày sau quay lại thì thấy dòng tiền âm rồi. Nào là mua các thiết bị rất là hoành tráng, nào là đi hội thảo hoành tráng, về máy bay hoành tráng, bay đi rất nhiều sự kiện, quay đi quay lại, nếu đầu tư 300 hoặc 500 nghìn, bùng phát hết 50 nghìn hoặc 100 nghìn cho những cái vô bổ. Trong khi đấy, cái mà cần tập trung là phát triển sản phẩm, đưa ra sản phẩm ra thị trường, xem feedback của người dùng các thứ. Và cái vấn đề quản lý dòng tiền ấy, đến tiền hết rồi thì mới đi huy động. Cái vòng tiếp theo dẫn đến việc nhà đầu tư họ nhìn vào thì startup bất lợi và không có khả năng huy động vốn. Và đấy là vấn đề mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên thực tế và quản lý dòng tiền cho tốt, ít nhất là phải 6 tháng đến 12 tháng là khi mà dòng tiền mới thì phải chuẩn bị là sau khi mình hết tiền này thì lấy từ đâu ra. Bởi vì chúng ta đi huy động vốn rất là khó khăn, không hề dễ như các bạn nghĩ.